Xin chào quý vị. Quý vị thân mến, ở clip trước thì tôi đã cùng quý vị chứng kiến khả năng chơi nhạc mạnh của đôi loa Jamo Đan Mạch mới được nhập về cửa hàng Audio Lai của Cương Audio Lai Châu. Quý vị thấy là ở clip này tôi sẽ thể hiện một ca khúc trữ tình khi tôi ghép âm ly Sansui 707X với đôi loa Jamo 200i này của Đan Mạch. Một lần nữa tôi giới thiệu lại thông số của nó để quý vị theo dõi. Do những điều kiện ở trên mạng sau thì có những người tiếp cận được, có những người lại không tiếp cận được các clip như thế này. Đấy, đây là toàn bộ thông số của nó. Quý vị nhìn thấy rất rõ. Và quý vị lưu ý là âm ly này có công suất là 320W. Tiếng nó rất mềm và trường phái của dòng loa Jamo này thì nó bao giờ nó cho tiếng bass căng. Cho nên là người ta hay nói là nó hợp với lại loa âm ly của Denon vì Denon cũng cho tiếng bass căng. Tuy nhiên hôm nay ta phối ghép hai cái phương án. Đó là quý vị thấy là nếu như đôi loa này được thiết kế để cho tiếng bass căng lực đầy thì hãng Sansui sở trường của hãng đó là lại cho tiếng bass sâu mềm. Khi ta kết hợp hai cái yếu tố này thì nó sẽ chế ngự lẫn nhau. Tức là đây là một cái mẹo trong phối ghép quý vị lưu ý. Là quý vị có điều kiện va chạm nhiều và dần dần quý vị sẽ đúc kết ra những kinh nghiệm. Thì ở những cái dòng loa mà nó theo được thiết kế theo trường phái đánh cho tiếng bass lực căng chắc thì có phần hơi đanh ấy. Thì chúng ta nên tìm những âm ly mà có cho tiếng bass mềm trầm ấm sâu để hai cái nó chế ngự lẫn nhau, nó bù cho nhau thì nó sẽ tạo ra một cái sự hòa quyện rất hay. Và đặc biệt bên cạnh đó chúng ta nên chú ý đến yếu tố của đầu phát, nguồn phát. Ở đây thì tôi sử dụng một chiếc đầu Philips, đầu CD của hãng Philips của Đức. Và đầu này cũng rất rẻ tiền thôi, âm ly cũng rất rẻ tiền. Và sau đây thì chúng ta sẽ test một ca khúc nhạc vàng để quý vị thấy là nó thể hiện xuất sắc như thế nào. Âm ly này tôi chỉ để volume ở hướng 7 giờ thôi, quý vị thấy nhé, hơn 7 giờ một chút thôi. Tiếng bass nó đã mạnh như thế nào rồi. Và cái bản test này thì tôi dành cho những người mà dùng tai phone để nghe để cảm nhận được toàn bộ tiếng bass dữ dội và mềm sâu của nó khi nó thể hiện nhạc vàng. Quý vị lưu ý là volume tôi mới nhích một chút thôi. Tiếng bass rất khủng khiếp. Quý vị nên đeo phone ạ. Lưu ý là chỉ những người đeo phone mới cảm nhận được hết toàn bộ giải trầm, quy lực của nó. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên em. Tiếng bass rất căng tròn đầy, nó hòa hai hướng. Một bên là đôi loa phát ra tiếng bass căng thì bù lại âm ly đánh ra tiếng bass trầm sâu mềm bù cho nhau. Chết như lá u tu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm yêu thương. Chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tôi sớm vừa tròn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ,
vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Đây là đôi loa thứ hai từ đầu năm và rất may mắn là tôi được nhập về cửa hàng của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.